Cái này bán sao? Một ký bao nhiêu con? Dạ 10 ngàn. Bao nhiêu? Dạ 10 ngàn. 10 ngàn con à? Dạ đúng rồi chú. Đây là mẫu giống 1 ký bằng 10 ngàn con của bên con. Giống này là giống ốc đồng thuần chủng ngày xưa, do trang trại bên con thường dưỡng. Chú biết là để tạo được một con giống chất lượng như thế này á, thì chúng con đã tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đầu tiên là bên con sẽ tuyển chọn ốc bố mẹ, tuyển những con ốc to, khỏe. Tiếp đến là cho chúng sinh sản. Sau đó là sẽ lựa những quả trứng to, những hạt trứng to để tiến hành đi ấp tạo ra con giống. Khi trứng nở ra được con giống thì chúng con sẽ thuần dưỡng, đồng thời bổ sung các dưỡng chất. Cuối cùng là lựa con giống có kích thước đồng đều để gửi đến người nuôi. Khi thả giống thì chú an tâm, bên con sẽ bảo hành cho chú. Giống thần chủng thì chú nuôi từ 4 đến 4 tháng rưỡi là có thể thu hoạch. Ốc thành phẩm thì ốc to, có kích thước từ 25 đến 30 con trên 1 ký. 1 ký con giống thì chú có thể thu hoạch từ 200 đến 250 ký thương phẩm. Mẫu giống này thì chú có thể nuôi trong mùng lưới, trong bể bạc hoặc là trong ao đất, đặc biệt là các vườn trái cây như là vườn mít, vườn xoài và vườn sầu riêng. Thì cô chú anh chị nào mà muốn nuôi ấp để tăng thêm thu nhập trong cái vườn trái cây của mình á, thì có thể liên hệ với bên em sẽ tư vấn thiết kế cũng như là hướng dẫn kỹ thuật bao tiêu đầu ra cho cô chú anh chị.